trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettimes, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Kính thưa quý vị khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV, chương trình luận đàm thời sự của anh em chúng tôi ngày hôm nay gồm có nhà văn Trần Phong Vũ ngồi bìa, anh dược sĩ Phạm Khắc Khiêm ngồi giữa và tôi là Lê Minh Nguyên. Đề tài anh em chúng tôi muốn thảo luận ngày hôm nay là một đề tài đương rất là sôi nổi ở trong nước Việt Nam. Đó là vấn đề tranh chấp quyền lực nội bộ. Đề tài là báo Quân đội Nhân dân ngày 10 tháng 6 có bài viết là phòng ngừa, đẩy lui nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa, và họ đổ lỗi cho thế lực thù địch đã gây ra cái việc này. Chúng ta thử phân tích vì sao nó có hiện tượng này, nhất là khi mà bên phía của ông Nguyễn Tấn Dũng hôm 8 tây tháng 6 đã rầm rộ vận động các ủy viên Trung ương Đảng phản đối cái quyết định 244 của Bộ Chính trị hạn chế không cho những cái ủy viên Trung ương tự do ứng cử vào những cái chức vụ cao cấp trong Bộ Chính trị và trong cái Ban Bí thư. Thưa anh Vũ và anh Khiêm, thì chúng ta thấy ngày 8 tây tháng 6 thì có một cái lá thư của ông Nguyễn Thu Giang. Ông này là nguyên phó giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã đưa lên một cái thơ mà ông nói rằng cái quyết định 244 của Bộ Chính trị, mà quyết định đó đã có lâu rồi. Và trong cái thơ đó ông nói là quyết định này mà tác giả là ông Nguyễn Phú Trọng, thì nói rằng cái quyết định này là nó gây chia rẽ đạo đảng, nó hạn chế cái dân chủ ở trong đảng, mà cái truyền thống từ lâu mà đã ghi trong cái điều lệ đảng. Và ông đưa ra những cái điều khoản đã vi phạm cái điều lệ đảng, và do đó mà đề nghị là phản đối, tức là phải hủy bỏ cái điều 3 của cái quyết định 244 này, cũng như là sửa đổi lại điều 17, 19, 4 cái khoản khác của những cái điều, một cái điều thứ hai. Thì cái điều mà nó hết sức là lạ lùng là cái lá thư này được gửi cho tất cả những cái ủy viên trong Trung ương Đảng, tức là Trung ương Đảng có khoảng 200 ủy viên. Thì gửi, như anh biết là chúng ta thấy có những cái website là nguyễntấndũng.net, trươngtấnsang.net, nguyễnphutrọng.net. Và một cách chính thức thì bên phía chính phủ rồi nói đó là những cái website không chính thức, không phải của chính phủ. Thì đúng là không phải của chính phủ. Nhưng mà tìm hiểu ra là thì bên phía đảng, thì cái ủy ban mà đối an ninh đối ngoại của đảng, họ làm, chính họ làm ra khoảng 200 cái website đó với tên của từng người ở trong cái quỹ viên Trung ương. Thí dụ Nguyễn Phú Trọng .net, Trương Tấn Sang .net chẳng hạn. Thì bây giờ cái thơ này được gửi cho vào những cái website đó. Và chúng ta thấy rằng là rất nhiều website đã đăng lên. Mà những website đăng lên mà anh mở vô được á, là Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Thiện Nhân. Còn những cái website của những trung ương ủy viên khác á, thì anh tìm cái Google á, thì nó ra được cái lá thư đó, nhưng mà anh mở lại không được, tức là bị block. Mà rất nhiều, có thể nói là rất nhiều. Thì điều này có nghĩa là rất nhiều ủy viên Trung ương Đảng họ không đồng ý với cái quyết định 244 và họ đăng. Còn những cái website nào mà nó không có đăng cái lá thư này đó, lá thư phản đối này á, như website của Nguyễn Phú Trọng, website của Trần Đại Quang hay là website của Nguyễn Sinh Hùng thì lại không có đăng lá thơ thì chạy rầm rầm, không có trở ngại gì hết. Thì nó cho thấy rằng rõ ràng là trong đảng có một cái sự mà tranh chấp quyền lực đang cái hồi có thể nói là lên cao dữ dội. Thì ngay cái bữa tám tây, chiều tám tây, tối tám tây thì họ đăng như vậy và nó có cái hiện tượng đó, thì sáng chín tây, tức là chưa đầy một ngày, thì tại Quốc hội của Cộng sản Việt Nam có một cái tiền lệ chưa từng xảy ra, là tới 9 giờ 15 phút là ông Quỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội, nói rằng tất cả những đại biểu không ai có ý kiến gì hết, thôi nghỉ,
đóng quốc hội để nghỉ. Thì đó là một cái điều, là điều mà xưa nay chưa từng có, là bởi vì các đại biểu họ luôn luôn họ tìm cách họ tranh nhau để nói, không có thời giờ để nói, mà bây giờ là không đại biểu nào phát biểu hết. Thì đó là cho thấy rằng nó đã lan ra tới bên phía quốc hội, bởi vì những cái ủy viên trung ương đều là đại biểu quốc hội, thành ra do đó chúng ta thấy nó lan ra rộng hơn. Thì ngày 9 Tây chúng ta thấy hiện tượng đó, thì qua 10 Tây, thì ngay qua một ngày sau đó thì 10 Tây là trong cái tờ Quân đội Nhân dân có ông là ông Nguyễn Đức Thắng và ông một người khác mà ông cốt là ông Nguyễn Hồng Vinh, tức là chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng, thì đưa ra một cái lá thơ với cái bài tựa là như chúng ta đã nói là phòng ngừa đẩy lui nguy cơ tự diễn biến tự chuyển hóa. Nhưng mà lại tức là rõ ràng là ông Nguyễn Tấn Dũng, ý nói là Nguyễn Tấn Dũng và cái khem của ông Dũng là đang tự diễn biến tự chuyển hóa, nhưng mà cái này là cái lỗi là tà thế lực thù địch mà không cho biết thế lực thù địch là ai. Thì xin anh theo dõi vấn đề này, thì anh có cái nhìn của anh về vấn đề này như thế nào vậy? Nhà mời anh. Dạ thưa anh, về thật sự khi ban nãy anh nói đến cái sự ngạc nhiên của nhiều người, thì cái sự ngạc nhiên này là bởi vì chúng ta dựa trên cái suy nghĩ logic của tất cả những cái người mà ở ảnh hưởng bởi một cái khung chính trị của những cái người mà đi theo đường thẳng. Còn đối với lại cộng sản, và đối với lại đặc biệt là cộng sản Việt Nam và trong cái giai đoạn này đó, thì chúng ta có thể nói rằng ngày hôm nay họ nói cái này, ngày mai họ có thể nói cái khác. Rồi thì những cái chuyện đảo lộn những cái logic bình thường đó, nó sẽ xảy ra một cách thường xuyên. Đặt vào trong bối cảnh hiện nay thì chúng ta biết rằng là trong khi mà những cái vấn đề biển đảo càng ngày càng căng thẳng ấy, thì nó lại xảy ra vào đúng cái thời điểm mà sắp sửa tiến vào cái đại hội đảng 12, và như chúng ta đã biết hôm nay đã là vào trung tuần tháng 6 rồi. Và trễ nhất thì cũng theo thông lệ chắc chắn tháng Giêng năm 2016 sẽ khai diễn cái đảng đó. Nhưng rồi đến tháng 11 này đó. Theo anh nghĩ là khai diễn nổi không với tình hình này? Không, thì đấy là cái vấn đề lại là vấn đề khác nữa. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói là cái trình tự từ nay cho đến tháng 11 sẽ có một cái hội nghị trung ương 12 coi như là đóng lại cái cuối cùng để tiến vào cái đại hội. Tôi nghĩ nó vẫn có thể có đại hội, nhưng mà cái đại hội đó như thế nào và kết quả ra sao là nó sẽ tùy theo thuộc vào cái cuộc đấu đá giữa đôi bên. Và qua cái sự kiện này, như chương trình của chúng ta đấy, thưa anh, như thưa quý khán giả, chúng tôi đã từng tiên đoán tới những cái giai đoạn khốc liệt của cái sự đấu đá trong nội bộ trung ương, ở những cái thành phần trung ương của đảng, từ Nguyễn Tấn Dũng cho tới Nguyễn Phú Trọng, những nhân vật to lớn nhất, cao cấp nhất trong Đảng Cộng sản. Thế thì cái sự kiện ngày hôm nay đó mà chúng ta đang đưa ra thảo luận có thể nói là một trong những cái mấu chốt cho chúng ta thấy rằng cái sự đấu đá đã đến cái chỗ mà gay gắt lắm rồi. Thế bây giờ đặt ra cái vấn đề là tại làm sao họ lại phải tờ báo Nhân dân, từ Quân đội Nhân dân lại phải đưa ra một cái lời cảnh giác kỳ lạ như vậy. Cũng lại là kỳ lạ nữa, nhưng mà nếu mà đi vào cái phi logic của Cộng sản, nhất là Cộng sản Việt Nam, thì chúng ta cũng chẳng thấy có gì lạ cả. Ở đây rõ ràng họ tiên báo ở trong quân đội với một cái tập thể mà như chúng ta đã biết đang tranh giành ngôi thứ, mà có tới 400 tướng và còn có biết bao nhiêu đại tá, mà theo như ông Phùng Quang Thanh nói tới cái chuyện gọi đang tâm tư, tức là đang bực mình, đang có những cái nỗi uất ức là vì chưa được thăng tướng. Thế thì trong cái điều kiện như vậy đó thì cái nội bộ của cả một cái tập thể quân đội bây giờ tôi nghĩ nó xào xáo kinh khiếp lắm. Mà họ sợ nhất là cái lực lượng quân đội cũng như cảnh sát, thành ra nó quân đội đã là cái coi như là một cái tờ báo tiên phong để mà đưa ra những lời cảnh giác này. Đó là một điều có lẽ chúng ta cần phải quan tâm khi mà nhìn vào cái sự đấu đá hiện nay, thưa anh. Xin anh Kim nhận xét về cái hiện tượng này ạ. Cái việc này nó là sự tranh chấp giữa hai phe, phe của ông Nguyễn Tấn Dũng và phe của ông Trọng. Thì khi mà phe ông Trọng muốn đưa ra những cái điều lệ để mà trong cái điều lệ đó ngăn cản cái phe ông Nguyễn Tấn Dũng
Cho nên cái này là sự phản công của phe ông Nguyễn Tấn Dũng mà thôi. Và chúng ta thấy rằng sự phản công của phe ông Nguyễn Tấn Dũng thì chúng ta có thể tin rằng cái phe của ông Nguyễn Tấn Dũng có nhiều điều kiện để mà thắng thế hơn, bởi vì phe ông nắm tất cả những cái về những cái nhóm quyền lực, và những nhóm quyền lực nó có tài chính thì nó có thể mua chuộc được những cái ủy viên ở trong trung ương, và từ đó sẽ có thể nghĩa là có nhiều những cái phe cánh của ông Nguyễn Tấn Dũng trong tương lai sẽ nằm ở trong cái ủy viên trung ương đảng, và phe của ông nó sẽ vươn lên, mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng và cái phe phái của đảng ấy cố gắng kìm nó lại, và kìm không được thì bắt đầu nói phe ông Nguyễn Tấn Dũng là cái thế lực thù địch thế thôi. Dạ vâng, và cảm ơn anh Phạm Khắc Khiêm, và kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, anh em chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần Báo Viettime, Thế Giới Trong Tầm Tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.